con vô nữa rồi các bạn. Vô bắt là thả ra hoài. Con này vô có con à. Giờ bắt nó thả ra hoài các bạn. Cơ gô. Đó. Giờ nó bay ra hoài á, để mình bắt cho cảm giác bắt chim cu nha các bạn. Nè. Giờ bắt nó coi. Rồi nó bay nè các bạn. Đó. Dạng ghê không? Nó vô riết là nó quen các bạn. Bắt lên. Rồi bay nó hoài. Bay nó hoài rồi. Bay nó hoài. Nó đi hết chỗ. Luôn rồi các bạn ơi. Nó chạy đuối. Mình lại bắt nó luôn. Bắt nó luôn cho nó nghỉ mệt rồi mình thả nó hoài. Cho cảm giác bắt chim. Bắt chim cu. Đuối rồi. Bây giờ thả ra hoài nha. Giờ thả ra hoài nha. Cưng không các bạn? Có một con à, nay vô có một con à. Rồi bay nha. Nó sợ nó hết hồn. Rồi, nó bay không nổi nữa mình làm mình bắt. Giờ cho nó nghỉ mệt thôi mình thả nó ra. Cái cưng không các bạn? À, cái mặt nó đó. Vô ăn lúa no tròn luôn. Mình rải lúa trong đây nó vô nó ăn nè các bạn. Đó. Thôi giờ thả nó ra ngoài. Ba nha con. Ba nha. Đó, rồi có.